Vâng, xin chào cả nhà. Đây là cây IDP 161, bây giờ sẽ bàn giao cho khách đây. Và chúng tôi sẽ mở ra vệ sinh từng phím. Đó, hút bụi này. Kiểm tra lại đường dây kéo này. Đó, bây giờ sẽ lắp trở lại cái khung bàn phím vào. Khung bàn phím cũng được kiểm tra tỉ mỉ. Piano Hoàng Phát là địa chỉ bán hàng rất uy tín. Vì ngoài vấn đề nhập khẩu được trực tiếp từ bên Nhật bán buôn và bán lẻ, thì Piano Hoàng Phát còn có cái đội ngũ chuyên môn kỹ thuật rất tốt để đảm bảo khách hàng khi sử dụng sản phẩm đã qua sử dụng bên Nhật về đến tay Piano Hoàng Phát thì đã được bảo dưỡng lại một lần nữa và kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị cũng như là cửa lùa, chính là cái cửa kéo mà quý vị vừa nhìn thấy đấy ạ. Những sản phẩm chúng tôi bàn giao đến tay khách hàng đều là những quá trình làm bảo dưỡng tại cửa hàng, cho nên là đôi khi không quay những video trực tiếp thì khách hàng không thể nào cảm nhận được. Đó, cũng chỉ biết được rằng là mình được giao cây đàn đến và khi sử dụng được một thời gian rồi mới biết nơi đâu là nơi bán hàng chất lượng và tận tâm. Chứ còn ban đầu thì không thể nào biết được. Thì ngày hôm nay Piano Hoàng Phát sẽ có những video cận cảnh để khách hàng cảm nhận được là với mỗi cái cây đàn mình nhập khẩu ở bên Nhật đã được chọn lọc xong rồi, thì khi về tay Piano Hoàng Phát hay là một đơn vị bán hàng nào đấy khi có chuyên môn thì được kiểm tra lại một lần nữa trước khi chuyển đến nhà khách hàng. Đây là cái đổi nguồn 220V mà Piano Hoàng Phát cũng lắp đặt cho khách để khách không lo bị cắm nhầm. Nhiều người nói rằng là khi mà đổi nguồn cho cây đàn từ 110 sang 220 thì bị thay đổi cái cấu hình bên trong, nhưng thực ra không phải. Người Nhật người ta rất thông minh, đó là người ta luôn luôn có những dây chờ. Thì mình chỉ cần có kỹ thuật, mình chỉ cần làm 5 đến 7 phút là có thể hoàn thành được cho khách yên tâm khi sử dụng. Với mỗi cây đàn khi mà họ phát bàn giao cho khách thì phải tầm 20 đến 30 phút kiểm tra, bảo dưỡng và xem là cây đàn đã hoạt động như vậy chưa mới yên tâm bàn giao cho khách. Thì với cái đơn vị khác ấy, người ta chỉ có thể lau chùi ở bên ngoài, kiểm tra tất cả các chức năng lên là chuyển. Nhưng Piano Hoàng Phát thì rất là cẩn thận, mở bên trong ra xem có cái điều gì nó có thể xảy ra sắp tới hay không. Mặc dù là vẫn có thời gian là bảo hành cho khách rất là dài, 1 năm, 18 tháng hoặc là 2 năm tới với cây đàn Piano Điện. Và một điều quan trọng nhất mà Piano Hoàng Phát muốn chia sẻ với quý vị là nếu mà quý vị mua Piano Điện mới của hãng thì điều đấy quý vị không phải lo, bởi vì hãng sẽ có trách nhiệm bảo hành cho quý vị. Nhưng mua Piano đã qua sử dụng mà nếu đơn vị bán hàng người ta không có kỹ thuật thì họ sẽ xử lý những tình huống không may, có những lỗi nhỏ xảy ra như thế nào. Nếu như có đơn vị ra uy tín, người ta vẫn sẽ có trách nhiệm bảo hành cho khách, thì chắc chắn là người ta sẽ phải gọi thợ. Thì thời gian sẽ chờ xử lý cây đàn sẽ lâu hơn. Với Piano Hoàng Phát thì đội ngũ chuyên nghiệp sẵn sàng bất cứ lúc nào, cho nên là có bất cứ vấn đề gì trong trường hợp lỗi nhỏ hay là thao tác vận hành chưa đúng thì quý vị sẽ được bảo hành tại nhà chỉ trong chiều nay và ngày mai. Những hình ảnh này thì đôi khi khách hàng đúng là sẽ không cảm nhận được, nhưng mà chỉ có thể mua sản phẩm và sử dụng sản phẩm rồi mới biết ở đâu uy tín. Thì Piano Hoàng Phát hôm nay sẽ cho các quý khách hàng được nhìn thấy cận cảnh những cái thao tác mà chúng tôi bảo dưỡng rồi kiểm tra lại tất cả những thiết bị của một cây đàn để giao tới khách hàng chu đáo, thì như thế nào. Cái nắp kéo này nó cũng giống như cánh cửa tủ của nhà mình thôi. Khi mà mình dùng rất là lâu, mở ra rất là nhiều như vậy thì những cái ốc nó cũng sẽ thay đổi, nó lỏng đi hoặc nó fit hơn ngay cánh tủ, nó ép vào thì lúc đấy cánh tủ sẽ bị rít. Thì đơn giản như cái cửa lùa này cũng vậy. Đó, thì chúng tôi đã mở ra kiểm tra và căn chỉnh lại để đạt tiêu chuẩn bàn giao cho quý vị. Cửa lùa đã được vận hành trơn tru, rất là bom.
quá trình hoàn thiện cây đàn.